Hai tớ cũng bắp mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục mình chia sẻ về cái xử lý mà tường cũ để dán gạch ra nha cả nhà. Thì ở đây mình cũng mới nhận được cái nhà để sửa chữa trang trí lại. Thì nhà này cũng cũ rồi, lâu rồi sơn tường đó. Thì hôm nay người ta sẽ cầu mình làm để dán gạch đấy. Thì tường này mình đã xử lý rồi nè, vệ sinh từ trong hết trơn nha, giấy bê ra, giấy bê ra hết rồi cắt ngang cả nhà. Thì đây cũng có lúng nứt nè, nên người ta đã kêu mình dán gạch lên nha cả nhà, dán từ dưới lên tới trên luôn. Đó. Nhà này có diện tích là 180 m² nha cả nhà, từ trong ra tới ngoài. Thì để mình chia sẻ rồi mình sẽ quay lại những vách tường cũ nha. Khu này là mấy anh thợ đang dãy khúc dưới à, khúc trên chưa nha. Đây là sơn cũ. Thì ở đây cũng như mấy cái vách tường mình đã chia sẻ lúc trước đó cả nhà. Thì mình đã vệ sinh và vệ sinh và bằng máy, vệ sinh bằng máy xong rồi giấy giấy bê ra hết rồi vệ sinh cái máy đánh ra rồi xong mình sẽ cắt đường nha cả nhà. Thì do là cái tường mình mà tô thời gian lâu á thì nó bị răng gia quy như vậy, mà nếu mình dùng búa mình đẽo trong tường để lấy lỗ lấy dấu để mà nó để đổ bám vô gạch vô, thì khi mình ốp vô nữa thời gian thì sẽ nó lột nguyên cái lớp này ra, nên mình không có dùng búa để mình băm tường á. Thì mình đã dùng máy máy cắt, mình dùng lưỡi cắt để cắt rãnh như vậy để khi mình ốp gạch vô thì nó sẽ bám hồ vô trong này sẽ dính gạch lại nha. Thì cái tường cũ này thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho cả nhà để cách để xử lý cái tường trước khi ốp gạch nha. Thì mong cả nhà xem và thấy hữu ích đăng ký ủng hộ để chia sẻ cho mọi người cùng xem nha cả nhà. Thì đây phòng khách mình thay mấy toàn bộ cửa sổ hết nha cả nhà. Trần này mình sẽ bắn giăng mây lại. Rồi, để mình lấy cái dụng cụ để chia sẻ cho cả nhà xem mình xử lý bằng cái gì. Rồi thì mình xử lý cái vách tường cũ đó bằng cái dụng cụ là cái đá mài này nha cả nhà. Đây. Đó. Thì mình sủi ba cái bê xong thì mình sẽ dùng cái ba đá này gắn vô cái máy để mài cho nó sạch cái lớp bột cũ sơn cũ trên tường bằng cái đá này. Đó. Đây. Đá này thì có 45.000 một đĩa nha. Rồi sau khi mình chà bằng cái đá này xong thì mình sẽ dùng một cái lưỡi cưa cắt tường như vậy. Thì cả nhà mua cái loại mà cắt tường khô thì xài những cái loại rãnh gì nè. Cái dĩa tấc 2 mình gắn cho máy tấc 2 để mình cắt cho nó nhẹ nha. Cắt cái dĩa nhỏ, máy nhỏ thì nó cũng nhẹ nhưng mà cái máy nóng lắm. Cắt nhiều nó nóng. Này là một tấc 2. 40.000 một dĩa nha. Thì những cái mà mình sủi trên tường bê ra thì bằng cái cây sủi này ăn cả nhà. Gắn những cái hộp giao cái hộp mua một hộp như vậy thì nó 10.000. À, đây là những cái lưỡi mới nè nha. Đó, sủi rất là mà dễ. Này thì hôm nay mình cũng chia sẻ cái clip để hướng dẫn cho
những anh em hoặc là cô chú anh chị nào đó có nhu cầu mà sửa nhà mà dán gạch đó, thì những dụng cụ như vậy để cái vách tường được sạch, được mình ốp tường lên cho nó chắc chắn nha, nó không bị bung ra. Còn mà mình bầm hoặc là khoan á, thì nó những cái chỗ đó nó không được bám nhiều, nhưng mà vệ sinh như sạch như vậy á, thì nó rất là bám rất ok. Rồi, thì nhà này trước này thay toàn bộ cửa mới hết nha. Đục quá hết trơn luôn cả nhà ơi. Ở mặt ngoài thì mình cũng dán gạch lên tới trên hết luôn nha. Từ bên đây qua tới bên này. Rồi thì mình cũng dán từ cũ là mình có dùng keo nano luôn nha cả nhà, A500. Thì cái này mình khoa chung với xi măng đó để cho nó giảm bớt cái tiền lại ngang. Đúng ra là mình dán keo này không nha cả nhà, là không có dùng xi măng này, nhưng mà ông chủ nhà này ông giàu quá mà ông sợ tốn tiền nhiều nên là mình dùng keo này khoa với xi măng để cho nó đỡ tốn chi phí nha. Này của Thái gì sản xuất gì mà chữ Thái không, mà dưới này có chữ Việt Nam nha cả nhà. Rồi thì video này mình chia sẻ về vệ sinh với cách để vệ sinh ga ba cái bột và sơn tường cũ ra để mình ốp gạch mới vô nha cả nhà. Thì với mà xi măng với khoai với keo. Rồi thì mình cũng hẹn lại cả nhà những sau những clip mình sẽ ốp gạch như thế nào ha. Rồi mình cũng mời cả nhà xem tiếp video tiếp theo của mình nha. Rồi bây giờ mình tạm ngưng nha cả nhà.